À, vâng xin cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với chương trình thông tấn à, Thưa anh là anh đánh giá như thế nào về đối thủ của chúng ta trong trận đấu sắp tới diễn ra trong ít phút nữa đó là đối thủ Jordan à, Theo đánh giá chung của giới chuyên môn thì đội tuyển Jordan không phải là đội tuyển mạnh nhất của các đội bóng Tây Á mà đã lọt vào vòng 1-8 như thế này Tuy nhiên thành tích của họ ở vòng bảng của Asian cup 2019 thì lại khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên à, Xét về mặt bằng chung thì tôi vẫn nghĩ rằng Uh, đội tuyển Jordan và đội tuyển Việt Nam là hai đội tuyển có thể nói là tương đối ngang cơ với nhau Nhưng mà thực tế đang cho thấy rằng là họ vẫn nhìn hơn chúng ta hơn một chút Nhìn ở đây là gì? Nhìn về mặt thể hình, về mặt thể lực Nhìn về việc là họ đã quen chơi trong điều kiện nóng ẩm của uh, khu vực uh, vùng vịnh như thế này rồi Tuy nhiên họ không thể mạnh như là Iraq, như là Iran những đội tuyển đã đánh bại chúng ta được Thưa anh là với uh, sức mạnh của đối thủ như thế thì uh, uh, theo anh thì cơ hội nào dành cho chúng ta? Uh, một trong những điều mà tôi lo ngại nhất lại chính là vấn đề về mặt thể lực các cầu thủ của chúng ta đã trải qua một năm 2018 đầy các sự kiện, đầy các trận đấu, đầy các giải. Những người như là Quang Hải đã chơi liên tục chưa được nghỉ ngơi một phút nào cả. Thì thành ra tôi nghĩ là nếu như các cầu thủ của chúng ta mà cầm chân được đối thủ ở hiệp 1, thậm chí nếu như có thể tận dụng được những pha phản công và tiêu diệt đối thủ ở trong hiệp 1 ấy thì chúng ta có cửa để để vào vòng trong. Nhưng nếu trận đấu vẫn diễn ra theo thế rằng dai cho tới những phút những phút khoảng từ 75 trở đi mà chưa có bàn thắng nào thì tôi nghĩ rằng đấy là thời điểm mà rất có thể chúng ta sẽ thua bởi vì đấy là thời điểm mà chúng ta uh, không còn thể lực nữa. À vâng vậy thì anh có gửi lời chúc gì tới các tuyển thủ và anh dự báo như thế nào về tỷ số của trận đấu này? À, đầu tiên là tôi xin chúc các cầu thủ của chúng ta kịp bình phục để có thể thi đấu trận đấu quan trọng này dù sao chúng ta cũng đã vào được vòng 18 rồi và vào theo kiểu là vào vớt người cuối cùng trên chuyến tàu muộn nhưng mà đã vào đến đây rồi tôi có cảm giác rằng là những người mà không chết được thì chắc chắn sẽ giống rất là dai thành ra tôi rất mong các cầu thủ là bình tĩnh tự tin và chiến đấu đến cùng tận dụng mọi cơ hội để có thể ghi được bàn thắng vào lưới đối phương với một thế trận như thế này trước một đối thủ như thế này thì tôi tin rằng ông pang sơ ông sẽ tung ra một hàng tiền vệ với huy hùng và hùng dũng là những cầu thủ mà sẽ cố gắng để đánh chặn ở khu vực giữa sân. Tôi tin vào khả năng của chúng ta, nhất là khi ông Park Hang-seo ông ấy tuyên bố rằng là ông đã nghiên cứu kỹ đối thủ thì tôi tin ông ấy sẽ làm điều điều này thật. À, về mặt trái tim mà nói thì tôi tin rằng là khả năng của chúng ta nhỉnh hơn một chút so với đội bạn. Nó không phải là 50 50 mà là khoảng 5248 hoặc 5347 gì đó. Nhưng về mặt lý trí mà nói thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn và rất có thể chúng ta sẽ thua ở trận đấu này. À, vâng một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc vì những chia sẻ vừa rồi.